khám phá top 5 khả năng chống độc kỳ diệu của động vật. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng loài động vật nào có thể chống lại những chất độc mạnh nhất thế giới chưa? Nếu đã từng nghe về những loài rắn hổ mang, ếch độc phi tiêu hay rắn đuôi chuông, có lẽ bạn nghĩ rằng khi đối diện với nọc độc của chúng, bất cứ sinh vật nào cũng đều phải chịu kết cục bi thảm. Nhưng điều thú vị là, trong thế giới tự nhiên, có những loài động vật với khả năng chống độc tuyệt vời, khiến chúng trở thành siêu anh hùng trong cuộc chiến sinh tồn. Không phải ngẫu nhiên mà lưỡng mật, chồn sương và nhiều loài khác đã phát triển khả năng này qua hàng triệu năm tiến hóa. Những khả năng này không chỉ giúp chúng sống sót mà còn biến chúng thành những kẻ săn mồi không sợ hãi, đối đầu với những loài cực kỳ nguy hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loài động vật có khả năng chống độc đáng kinh ngạc nhất và cách chúng sử dụng cơ chế đặc biệt này để sinh tồn. 1. Lưỡng mật, kẻ săn mồi không sợ nọc độc. Bạn có thể đã nghe về lưỡng mật, honey badger, một loài động vật nhỏ bé nhưng nổi tiếng với sự dũng cảm và không hề sợ hãi. Lưỡng mật không chỉ nổi tiếng vì bản tính quyết liệt, mà còn vì khả năng chống nọc độc của rắn. Điều này khiến nó trở thành một trong những loài động vật có khả năng chống độc mạnh nhất. Lưỡng mật thường sinh sống tại châu Phi và Tây Nam Á, nơi có vô số loài rắn độc, từ rắn hổ mang đến rắn đuôi chuông. Với nhiều loài động vật khác, một vết cắn của rắn hổ mang có thể gây tử vong trong vài phút. Nhưng với lưỡng mật, điều này lại khác. Sau khi bị cắn, chúng có thể tạm thời bất tỉnh, nhưng chỉ sau vài giờ, lưỡng mật sẽ hồi phục và tiếp tục hoạt động như chưa hề có gì xảy ra. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào chúng có thể chống lại nọc độc khủng khiếp này? Cơ chế kháng độc của lưỡng mật nằm ở cấu trúc gan của chúng. Hệ thống thần kinh của lưỡng mật có sự biến đổi ở các thụ thể acetylocholine, khiến chúng ít nhạy cảm với độc tố thần kinh trong nọc rắn hơn so với nhiều loài khác. Điều này cho phép lưỡng mật miễn nhiễm với một số loại nọc độc chết người. Thực tế là, loài này còn nổi tiếng với việc săn các loài rắn độc như một phần trong chế độ ăn uống của mình, cho thấy chúng không chỉ chống độc mà còn tận dụng điều đó để săn mồi. Một ví dụ thực tế là những video ghi lại cuộc chạm trán giữa lưỡng mật và rắn hổ mang ở vùng sa mạc Kalahari. Dù bị rắn cắn, lưỡng mật không hề lùi bước mà nhanh chóng tấn công ngược lại, giết chết và ăn thịt rắn. Đây là một minh chứng rõ ràng cho khả năng chống độc phi thường của chúng. 2. Chồn sương, chiến binh săn rắn tài ba. Nếu bạn từng xem một đoạn video về cảnh chồn sương, mongoose, đấu tay đôi với rắn hổ mang, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về sự dũng cảm và nhanh nhẹn của chúng. Chồn sương là một loài động vật nhỏ bé, thường sống ở châu Phi và Nam Á. Tuy nhiên, kích thước không phải là yếu tố quyết định khi chúng đối đầu với rắn, vì chồn sương sở hữu khả năng chống nọc độc đáng kinh ngạc. Một trong những điều khiến chồn sương nổi tiếng là khả năng miễn dịch với nọc độc của các loài rắn cực kỳ nguy hiểm như rắn hổ mang hay rắn mamba đen. Cơ chế này cũng giống như lưỡng mật, đó là sự biến đổi trong các thụ thể thần kinh của chồn sương, khiến hệ thống thần kinh của chúng không bị tác động mạnh bởi các độc tố thần kinh. Điều này giúp chúng tự tin trong các cuộc đối đầu với rắn. Ngoài ra, chồn sương còn có phản xạ cực kỳ nhanh nhẹn, giúp chúng tránh được các đòn tấn công nguy hiểm từ rắn. Không chỉ kháng độc, chúng còn sử dụng sự nhanh nhạy này để tấn công lại và giết chết rắn trước khi chúng kịp gây ra nhiều sát thương. Da và lông của chồn sương cũng khá dày, điều này giúp chúng tránh bị tổn thương nghiêm trọng từ các vết cắn. Có một ví dụ nổi tiếng về chồn sương đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm trong thế giới động vật. Trong một cuộc đối đầu với một con rắn hổ mang dài hơn 2 mét ở Ấn Độ, chồn sương không chỉ tránh được các đòn tấn công chết người từ rắn mà còn nhanh chóng tìm ra sơ hở của kẻ thù và kết thúc cuộc đấu với chiến thắng. Hình ảnh này đã minh chứng rõ ràng cho khả năng chống độc tuyệt vời và sự nhanh nhạy của loài động vật nhỏ bé này. 3. Ếch độc phi tiêu, vị vua của chất độc. Bạn đã bao giờ nghe về loài ếch nhỏ bé nhưng cực kỳ đáng sợ có tên ếch độc phi tiêu, Poison Dart Frog. Đây là một trong những loài động vật có chất độc mạnh nhất trên trái đất, nhưng điều thú vị là chính chúng lại miễn nhiễm với loại độc mà chúng mang trong mình. Ếch độc phi tiêu sinh sống ở rừng nhiệt đới Nam Mỹ và nổi bật với màu sắc sặc sỡ. Chính những màu sắc này là lời cảnh báo đối với kẻ thù rằng chúng rất nguy hiểm. Loài ếch này sản sinh ra chất độc batrachotoxin, một trong những chất độc mạnh nhất trong thế giới tự nhiên. Chỉ cần một lượng nhỏ chất độc này cũng có thể gây tử vong cho nhiều loài động vật, thậm chí là con người. Tuy nhiên, bản thân ếch độc phi tiêu lại không bị ảnh hưởng bởi chất độc mà chúng sở hữu. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ thống thụ thể thần kinh của chúng đã tiến hóa để không phản ứng với batrachotoxin, cho phép chúng sống chung với chất độc. Điều này đồng nghĩa với việc chúng không chỉ miễn dịch với độc tố mà còn có thể tích tụ và lưu trữ chất độc này trong cơ thể để tự bảo vệ. Một ví dụ thực tế về mức độ độc hại của loài ếch này là những bộ lạc bản địa ở Nam Mỹ đã sử dụng chất độc từ ếch phi tiêu để tẩm lên mũi tên và săn bắt thú rừng. Họ biết rằng chỉ cần một vết xước nhỏ từ mũi tên tẩm độc cũng có thể gây tử vong ngay lập tức cho con mồi.
Điều này chứng minh cho sức mạnh khủng khiếp của loại chất độc mà ít phi tiêu sở hữu, và cũng là minh chứng cho khả năng miễn nhiễm tuyệt vời của chúng. 4. Rắn vua, kẻ săn mồi vô địch trong cuộc chiến với các loài rắn độc. Rắn vua, king snake, là một trong những loài rắn nổi tiếng với khả năng săn mồi đặc biệt. Chúng chuyên săn các loài rắn khác, bao gồm cả những loài có nọc độc mạnh như rắn hổ mang và rắn đuôi chuông. Điều này làm dấy lên một câu hỏi thú vị: làm thế nào mà rắn vua có thể chống lại nọc độc của các loài rắn khác và trở thành kẻ thống trị trong chuỗi thức ăn này? Một trong những lý do chính là do rắn vua có khả năng kháng độc tự nhiên. Không giống như con người và nhiều loài động vật khác, khi bị cắn bởi các loài rắn độc, rắn vua không bị ảnh hưởng nặng nề bởi nọc độc. Điều này là nhờ vào hệ thống miễn dịch đặc biệt và cấu trúc tế bào của rắn vua, giúp nó trung hòa nọc độc của các loài rắn khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rắn vua có các protein đặc biệt trong máu giúp làm suy yếu tác dụng của nọc độc, đặc biệt là các loại nọc chứa độc tố thần kinh. Thêm vào đó, rắn vua có sự linh hoạt và kỹ năng vượt trội trong việc quấn chặt con mồi bằng cơ thể của mình, khiến đối thủ không thể tự vệ hay tấn công lại. Bằng cách này, chúng không cần lo ngại bị nọc độc của rắn đối phương gây hại. Thực tế, rắn vua là một trong số ít loài rắn không sợ bị cắn bởi các loài rắn khác. Một ví dụ nổi tiếng về khả năng này có thể được tìm thấy trong các khu rừng ở Bắc Mỹ, nơi rắn vua thường xuyên đối đầu với rắn đuôi chuông. Mặc dù rắn đuôi chuông sở hữu một trong những loại nọc độc mạnh nhất trong giới rắn, nhưng điều đó không làm rắn vua sợ hãi. Chúng sử dụng khả năng kháng độc và kỹ năng săn mồi của mình để quấn chặt và hạ gục rắn đuôi chuông, biến đối thủ trở thành bữa ăn của mình. Điều này không chỉ cho thấy sức mạnh của rắn vua mà còn chứng minh khả năng chống độc đáng kinh ngạc của chúng. 5. Opossum, bất ngờ từ loài thú túi nhỏ bé. Opossum, hay còn được biết đến là loài thú có túi đặc biệt của châu Mỹ, là một trong những loài động vật có khả năng chống độc tự nhiên tuyệt vời nhất. Dù nhìn qua, opossum trông khá bình thường và dễ bị tổn thương, nhưng đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé đó lại là một hệ thống miễn dịch vượt trội giúp chúng không chỉ chống lại các loại độc tố, mà còn sống sót trước một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, rắn. Cụ thể, opossum có khả năng chống lại nọc độc của các loài rắn nguy hiểm như rắn hổ mang, rắn đuôi chuông và rắn san hô. Sở dĩ loài thú túi này có được khả năng đó là nhờ vào một loại protein đặc biệt trong cơ thể gọi là lethotoxin, neutralizing factor, LTNF. Protein này có khả năng trung hòa tác dụng của các loại độc tố trong nọc rắn, giúp opossum sống sót ngay cả khi bị cắn bởi những loài rắn cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nọc độc, opossum còn có một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ giúp chúng kháng lại nhiều loại vi khuẩn và virus. Một ví dụ điển hình về sức mạnh chống độc của opossum là khả năng miễn dịch với bệnh dại, một căn bệnh chết người mà hầu hết các loài động vật khác đều sợ hãi. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng protein LTNF của opossum không chỉ có khả năng chống lại nọc độc rắn mà còn có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng cho con người. Những phát hiện này đang mở ra hướng nghiên cứu mới về cách thức tạo ra các loại thuốc kháng nọc độc cho con người dựa trên cơ chế tự nhiên của opossum. Một ví dụ thực tế về khả năng chống độc của opossum có thể được tìm thấy ở các vùng rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ. Tại đây, opossum thường đối mặt với các loài rắn nguy hiểm trong tự nhiên, nhưng chúng luôn sống sót nhờ khả năng miễn dịch tuyệt vời. Chính điều này đã làm cho loài thú túi nhỏ bé này trở thành một trong những loài động vật đáng kinh ngạc nhất trong tự nhiên. Nhận xét cuối cùng về ý nghĩa của khả năng chống độc ở động vật. Qua những ví dụ điển hình về các loài động vật có khả năng chống độc tuyệt vời, chúng ta có thể thấy rõ một điều rằng, trong tự nhiên, khả năng sinh tồn của mỗi loài phụ thuộc vào những cơ chế bảo vệ tự nhiên mà chúng đã tiến hóa qua hàng triệu năm. Khả năng chống độc không chỉ giúp những loài động vật như lưỡng mật, chồn sương, ếch độc phi tiêu, rắn vua hay opossum sống sót mà còn giúp chúng chiếm ưu thế trong môi trường sống đầy rẫy những nguy hiểm từ nọc độc. Đối với con người, việc nghiên cứu và tìm hiểu về các cơ chế chống độc ở động vật mở ra những hướng đi mới trong y học. Khả năng của opossum trong việc trung hòa nọc độc hoặc cơ chế miễn dịch của rắn vua trước nọc rắn có thể giúp chúng ta phát triển các loại thuốc kháng độc hoặc các phương pháp điều trị mới cho những trường hợp bị rắn cắn. Bên cạnh đó, những khả năng chống độc này còn là một minh chứng tuyệt vời cho sự đa dạng và tinh tế của thiên nhiên. Mỗi loài động vật đều có một vũ khí riêng để tự bảo vệ mình, và trong cuộc chiến sinh tồn ấy, những loài động vật chống độc không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn cho thấy sự kỳ diệu của tiến hóa. Cuối cùng, khả năng chống độc của các loài động vật không chỉ là một câu chuyện về sự kỳ diệu của tự nhiên, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống và các loài động vật này. Chúng không chỉ là nguồn cảm hứng cho con người mà còn có thể nắm giữ những chìa khóa quan trọng để giải quyết nhiều thách thức y học trong tương lai.